Xin chào các bạn quay lại với Nghề Trader. Sau đây chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại phiên giao dịch của ngày thứ tư 17 tháng 5 năm 2023. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam và chỉ số VN Index, tất cả chỉ là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Ngày hôm nay thì chỉ số tiếp tục một nhịp giảm với mức độ là 5,47 điểm, tương ứng với 0,51%. Như vậy là sau cái phiên mà gọi là xanh vỏ đỏ lòng ngày hôm qua, tức là chỉ số thì gần như là đi ngang, tuy nhiên thì số cổ phiếu giảm giá trông thấy nhiều hơn. Thì đến hôm nay chúng ta thấy là không chỉ đỏ vỏ mà còn đỏ cả lòng nữa. Thì sau khi mà chỉ số VN Index chạm khu vực trên line lần thứ 3 này, của một sóng P thì đã quay đầu và điều chỉnh giảm. Điều đó thể hiện được là gì? Thị trường vẫn đang trong một giai đoạn là giằng co và chưa có một cái tin tức gì đủ mạnh để có thể giúp thị trường bứt phá. Nhất là trong cái giai đoạn thường là vùng trũng thông tin như là tháng 5, thì bất cứ một cái tin tức gì và tiêu cực dù là nhỏ nhất thì cũng có thể khiến cho thị trường giảm điểm. Và ngày hôm qua chúng ta có một tin tức cũng không được tốt đối với thị trường cho lắm, đó là việc chính phủ thì rút lại cái đề xuất nâng hạ VAT xuống 8% từ 10 đối với tất cả ngành nghề, mà thay vào đó thì chỉ giới hạn một vài ngành nghề và không áp dụng đối với một số nhóm ngành nghề như là chứng khoán hay là bất động sản. Trước cái phản đối của Quốc hội thì chính phủ đã phải rút lại cái đề xuất giảm đối với tất cả ngành nghề như là ban đầu. Thì đó cũng có thể là một nguyên nhân. Tuy nhiên thì theo mình là nguyên nhân chính là bây giờ thị trường đang gần như là giao dịch. Mọi người đều nghe ngóng nhiều hơn và chờ đợi vào một cái bước ngoặt gì đấy, có thể là cuối tháng này khi mà các chỉ số vĩ mô được công bố, hoặc là ngân nhà nước sẽ tiếp tục thông báo hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm 2023 này. Thì có thể sẽ là bước đệm để thị trường có thể bật tăng và vượt khỏi cái sóng P này. Thì với quan điểm của mình thì chúng ta chỉ nên giao dịch khi mà thị trường vượt tăng được cái vùng 1076. Còn không thì chúng ta nên chờ nó giảm về đủ sâu, có thể quanh vùng khoảng 1046, 1050 thì có thể bắt đầu canh để giải ngân một tỷ trọng nhỏ, và tăng tỷ trọng nếu nó về khoảng 1030, và tiếp tục khi mà nó về vùng khoảng 1000 đến 1010. Còn lại thì chúng ta nên đứng ngoài trong giai đoạn này, bởi vì thị trường đang tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro rất là lớn. Trên đường thị nhỏ hơn, chúng ta thấy là sau khi mà nó phản ứng với trendline này, hình thành một sóng nở giảm, hiện giờ thì nó tiếp tục đi xuống và nhiều khả năng ngày mai nó sẽ tiến về khu vực vùng khoảng 1050 trong phiên ngày mai. Xem xét một chút thông tin trong ngày hôm nay thì khối ngoại đã có phiên mua ròng đầu tiên trong tuần này với giá trị mua ròng là hơn 100 tỷ. Tuy nhiên thì không thể cản lại cái đà bán mạnh của các nhà đầu tư trong nước. Ngày hôm nay thì giá trị cũng như khối lượng giao dịch thì được cải thiện với khối lượng là 831 triệu cổ phiếu và với giá trị là hơn 13.200 tỷ. Mặc dù vậy thì cái khối lượng này thì thiên về phía bán nhiều hơn. Ngày hôm nay thì hầu hết các cổ phiếu trong VN30 thì đều giảm điểm. Còn cả thị trường trên sàn HOSE chúng ta có 141 cổ tăng và 246 cổ phiếu đi xuống và 49 cổ phiếu giữ được cái giá tham chiếu của mình. Tác động mạnh nhất thì đó là một vài cái tên trong ngành ngân hàng như VPBank này, Ngân hàng Công Thương, Techcombank như MBB. Còn Vinhome ngày hôm nay cũng như VIX không đủ sức để kéo lại thị trường. Là kết thúc phiên giao dịch, chúng ta đã có một phiên giảm điểm, có thể nói là cũng tương đối mạnh, đặc biệt là trong phiên chiều. Trong phiên giao dịch ngày mai thì nhiều khả năng index sẽ tiếp tục đi xuống và có thể nó sẽ quay về vùng khoảng 105x trong ngày mai, và nhiều khả năng thì nó sẽ tiến về khu vực Kumo của đồ thị H1 trong ngày mai.
hoặc có thể là trong 2 ngày còn lại của tuần giao dịch này. Ok, một vài cập nhật nhanh đối với thị trường chứng khoán Việt Nam và chỉ số VN-Index. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của Người Trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.